trưng 36 điều được sắp xếp theo từng nhóm chuyên đề, mang tính hệ thống chuyên sâu hơn. Quy định 22 đã xây dựng riêng điều 3 để giải thích, làm rõ nội hàm công tác kiểm tra giám sát. Với quy định số 195 ngày 18 tháng 6 năm 2019 của Ban Bí thư về chỉ đạo ủy ban kiểm tra cấp trên đối với ủy ban kiểm tra cấp dưới trong công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật của Đảng, các đại biểu đã nắm vững hơn việc lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy trong thực hiện công tác kiểm tra giám sát, xây dựng ban hành chương trình kiểm tra giám sát toàn khóa hàng năm, kiểm tra kiểm tra đảng và các quy định khi có dấu hiệu vi phạm, công tác thi hành kỷ luật, giải quyết tố cáo khiếu nại kỷ luật trong đảng, kỹ năng tiếp nhận xử lý đơn thư, tiếp đại viên và công dân. Nó đã đến năm hai cháu Lương Phương Uyên sinh năm 2010 và Lương Gia Huy sinh năm 2015 ở khối 6 của Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn đã tử vong vì dịch Covid-19, hiện đang sống với bố và mẹ. Tại gia đình đến thăm, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã ân cần thăm hỏi, động viên, chia sẻ những khó khăn của gia đình, động viên các em cố gắng học tập để sau này có thể chăm lo cho bản thân, trở thành công dân tốt.